Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với cả Game Today. Tôi rất vui vì hôm nay được gặp lại anh em trong cái ngày đầu tiên của năm mới, năm 2023. Tôi xin gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả anh em đang xem cái clip này. Và xin cũng được cảm ơn các anh em đã chọn cái video clip của tôi làm cái nguồn giải trí cho anh em nhân cái dịp đầu năm xuân về. Đầu game xin được chúc các anh em xem video clip vui vẻ. Và xin chúc các anh em có 3 cái ngày nghỉ hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình yêu thương của anh em nhé. Và phần đầu clip như thường lệ, tôi cũng xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Xin được cảm ơn anh em Vũ Luận, anh em Quang Lê, anh em Mavel Eliver MC UVN, anh em Bún Thang, anh em Quang Minh Trần, anh em Văn La, anh em Quang Trần và anh em Hải Bếu đã tiếp tục gia hạn hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Xin được cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Nhờ có anh em mà tôi có được cái nguồn thu nhập ổn định. Và đây là các anh em hội viên lòng cốt ở trên kênh, đã đăng ký hội viên ở trên kênh Game Today rất lâu rồi. Người ít nhất thì cũng đã hơn nửa năm. Và người nhiều nhất ở đây là anh em Hải Bếu và anh em Quang Trần, thì cũng đã được gần năm rưỡi. Anh em Hải Bếu đã đủ năm rưỡi rồi. Và sắp tới đây thì tôi cũng sẽ có một cái video riêng để cảm ơn anh em Hải Bếu. Video sẽ tri ân kỷ niệm một năm rưỡi ngày anh em Hải Bếu đăng ký hội viên ở trên kênh. Và tôi cũng đã có bàn bạc với anh em Hải Bếu là làm một cái video clip, có thể nó sẽ lâng vào cái tầm siêu phẩm. Đấy, anh em hãy chờ nhá, một vài ngày nữa sẽ có một cái line up rất là hay ho, rất là lạ, rất là hấp dẫn để phục vụ các anh em ở trên kênh trong cái ngày kỷ niệm cái ngày một năm rưỡi ngày anh em Hải Bếu đăng ký hội viên. Tiếp đó sẽ đến anh em Quang Trần, cũng sắp tới rồi, chỉ còn một tháng nữa thôi là anh em Quang Trần là cũng đủ một năm rưỡi. Nếu anh em Quang Trần mà xem cái clip này thì anh em Quang Trần có thể là comment hoặc là inbox kín cho tôi ở trên Facebook để tôi có thể trao đổi với anh em về cái kỷ niệm một năm rưỡi của anh em. Ngoài ra tôi cũng có những cái vấn đề khác muốn trao đổi với anh em. Ngoài anh em Quang Trần ra thì một vài anh em sau đây hãy inbox cho tôi nhé. Tôi có vấn đề muốn trao đổi, đấy là anh em Lê Khả Hưng, anh em Đinh Việt Phú, anh em Phạm Tuấn Minh, anh em Quang Minh Trần, anh em Đặng Tấn Thành, anh em Dương Vũ, nick ở trong game là chú cá nhỏ đấy, anh em Dương Vũ, anh em Ngô Thanh Sang, anh em Hải Bếu, anh em Vũ Luận, anh em Đặng Minh Trung và anh em Nguyễn Đức Trung. Anh em hãy inbox cho tôi nhá ở trên fanpage. Đầu game ra Witcher nhưng mà trận hôm nay tôi không chơi Witcher anh em ạ. Thứ nhất là vì là tôi chơi Witcher nó cũng khá nhiều rồi. Trong cái tuần vừa rồi tôi chơi khá nhiều Witcher. Cái thứ hai là cái ngày hôm nay là một cái ngày đặc biệt. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Trung Đức, là anh em hội viên ở trên kênh. Chính vì thế clip này tôi làm để chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Trung Đức. Xin được gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến anh em Nguyễn Trung Đức nhân cái dịp sinh nhật anh em cũng như là năm mới 2023. Rất là may mắn đấy, bởi vì là sinh nhật của anh em vừa là sinh nhật đấy, là mà lại hôm nay lại là đúng là cái clip đầu tiên trong năm 2023 ở trên kênh Game Today đấy, và anh em là cái người đầu tiên được chúc mừng sinh nhật ở trong cái năm nay. Rất là may mắn đấy, nên là hy vọng là cái may mắn này nó sẽ theo anh em hết năm nha anh em nhé. Và tôi cũng xin được gửi những cái lời cảm ơn chân thành nhất tới anh em khi mà anh em đã ủng hộ cho kênh trong suốt cái khoảng thời gian một năm qua, và tôi rất là hy vọng anh em sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ kênh như hiện tại nhé anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trên kênh hiện tại là có tới 3 anh em tên nó gần giống nhau. Đấy, anh em hôm nay sinh nhật là anh em Nguyễn Trung Đức, là Trung là TR. Đấy, có một anh em nữa là cũng là Trung nhưng mà là CH, Nguyễn Trung Đức CH. Anh em Nguyễn Trung Đức, hai anh em đều là những cái hội viên ở trên kênh cả. Đấy, còn một anh em nữa là Nguyễn Đức Trung. Tên hay, ba anh em là giống hết nhau ấy nhá. Nhất là hai anh em là Nguyễn Đức Trung ấy. Nguyễn Đức Trung là TR. Hai anh em đấy là để cái tên nó rất giống nhau. Kiểu như là ở trên YouTube ấy thì nó không sắp xếp cho nó đúng cái vị trí của nó ấy. Nên là nhiều khi là đọc vẫn hai ông vẫn tên là Nguyễn Trung Đức cả. Đấy, nhưng mà thực ra là một ông tên là Nguyễn Đức Trung và một ông tên là Nguyễn Trung Đức. Nhưng mà ngày hôm nay là ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Trung Đức. Chính ra là người miền Bắc chúng tôi là phát âm nó chưa được chuẩn cho lắm. Lẽ ra là tôi phải đọc là hôm nay là ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Trung Đức. Đấy thì nó mới chuẩn. Nhưng mà người miền Bắc thì thường là cái từ Trung ấy thì đọc là Trung thôi, nhẹ nhàng thôi. Chưa chuẩn cho lắm. Nhân cái ngày sinh nhật của anh em Nguyễn Trung Đức thì anh em cũng mong muốn là tôi sẽ gửi những cái lời chúc đến anh em. Nhưng ngày sinh nhật thì đương nhiên rồi,
Đó là cái quyền lợi truyền thống ở trên kênh anh em nhá, dành cho các anh em hội viên. Đấy, và tôi cũng hỏi anh em là có muốn tôi chơi cái bộ gì không, thì anh em muốn là tôi chơi Assassin, 9 Assassin. Đấy, đấy là tôi cũng ok, chơi luôn. 9 Assassin thì tôi cũng không có gì tôi phải bí mật anh em cả. Nên anh em nhá, tôi cũng nói luôn là tôi chơi 9 Assassin kết hợp với súng trong trận đấu này. Đấy, cũng chẳng dám là coi như là xin phép các anh em để cuối game rồi mới lộ bài, bởi vì là thực ra ấy, cái bài này nó lộ lắm anh em ạ, lúc xây dựng nó lộ. Và tôi thậm chí là tôi còn có một cái hướng dẫn anh em mà chơi cái bộ này rồi ở cái phần là clip nhanh, clip short video ở trên YouTube. Chính vì thế là các cái cách xây dựng nó gọi là sách giáo khoa rồi, mua cái bài gì như nào đầu game là anh em nhìn vào anh em biết ngay. Thế là tôi cũng chẳng việc gì tôi phải giấu giếm làm gì cho là mất thời gian anh em nhá. Đó, hôm nay chúng ta chơi lâu rồi không chơi xạ thủ sát thủ. Đấy, kẻ ám sát. Hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với cả chú lính bắn tỉa anh em nhá, lâu rồi chúng ta cũng chưa chơi lại cái bộ này. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi cái bộ này. Ok. Đó, đầu game thì anh em cũng biết rồi đấy, thường thì múc vào là Hunter thôi, xây dựng ở cái bộ 6 Hunter trước. Hiện tại thì nói chung là tôi nghĩ là để hai con rồng thì nó ngon hơn là cho vào cái bộ đỏ anh em ạ. Đỏ thực ra là nó cũng chỉ cộng 150 máu mỗi con thôi. Hai con rồng thì nó cũng từng đầy máu, à, nó có cái con tăng cơ khỏe ở phía trên thì nó khỏe hơn anh em ạ. Và con rồng thì nó cũng được cộng đam, nó được cộng 30 đam nữa, tức là nó còn gọi đệ, nó còn có thêm cả cái lượng đam đến từ bọn đệ. Đấy, đồ game thì cứ ưu tiên đam trước, đam trước đã, sau đó đến tăng sau, tăng cơ chúng ta sẽ ưu tiên sau, phải có đam kết liễu đối thủ anh em ạ. Ok. Hay lắm, gặp cái thằng xanh đấy, thằng vừa rồi qua cái ải đấy là ngon rồi. Đây rồi, chúng ta có sải cá rồi, thiếu một Hunter thôi anh em ạ. Ok, một Hunter nữa là chúng ta sẽ có đủ 6 Hunter ở giai đoạn đầu game. Và rất dễ để có thể đánh được chuỗi thắng nếu mà con rồng nó lên được 2 sao, một con tăng cơ phía trên. Ở level 6 như này là nó là tương đối ổn đấy anh em. Có Ego Seed. Đấy. Có Ego Seed, có Hunter, có đỏ. Khá ổn. Mặc dù đồ chưa có nhưng mà không sao. Cứ để cái đội hình mạnh nhất có thể thôi anh em ạ. Up cấp thì nó cũng có giá trị của nó. Ở trận này là nếu mà tôi để cấp thì nó sẽ không mạnh, là tôi up cấp nên tôi up lên 6 luôn. Đấy, hết tiền nhưng mà cứ up thôi. Bởi vì là lên 6 ấy, nó kẹp thêm đỏ nữa vào. Đấy, thêm đỏ mà 6 con, mỗi con cộng 150 máu. Con rồng thì là nó khác gì là 300 máu đâu, bởi vì nó nhân đôi cái máu của nó mà. Đây này, tôi đủ Hunter rồi này. Đấy, bây giờ cho 6 Hunter vào thì cái giai đoạn này cực khỏe luôn nhá anh em nhá. Cộng 60 đam mỗi con. Rất khỏe. Mỗi một con Hunter là cộng 60 đam. Tôi chỉ thiếu mỗi Ego Seed thôi anh em ạ. Bây giờ thiếu cái con cung đen. Con cung đen mà vào nữa là tuyệt vời luôn này anh em này. Khỏe lắm. Ok. Rồi, đây. Con này thì cũng cần nha anh em nhé. Trong bộ Assassin súng thì bắt buộc nó sẽ phải có cái con này. Dominator đóng vai trò là khống chế để cho súng bắn ở đằng sau. Đấy, súng đứng từ xa bắn tỉa. Còn con Dominator sẽ ụp lồng rất lâu. Thời gian ụp lồng khi mà thoát được khỏi cái lồng thì là tất cả chết hết rồi. Bộ này là một trong những cái bộ mà rất khỏe nhá. Bộ Hunter nhưng mà bộ Assassin nhưng mà thực ra là giống kiểu Hunter. Nó đánh từ xa, bắn từ xa, Assassin nhưng mà đứng từ xa. Rồi, tôi sẽ bỏ bớt những cái con mà không cần thiết đi. Bây giờ chúng ta đủ 6 Hunter rồi ấy, nên là không cần những cái con đấy nữa thì bỏ đi thôi. Vừa đủ thôi anh em. Lấy vừa đủ để có thể là kích hệ thôi, sau đó thì thay dần ra. Tí nữa tôi cũng sẽ thay cái con giải cá thôi, khi mà ra là wing. Đấy, hoặc là cung đen thì tôi sẽ thay ra thôi. Hunter súng là một trong những cái bộ mà tôi thấy là bao nhiêu cái update rồi. Đấy, cái trò này thì anh em còn lạ gì nữa. Bây giờ ấy, cái tầm bây giờ nó là 2 tuần một update. Cứ 2 tuần là nó update một lần. Chưa kịp làm quen với meta cũ thì nó đã ra meta mới rồi. Đấy, chưa kịp làm quen với tướng mới thì nó ra con tướng mới khác rồi.
quá nhiều, quá nhanh, quá nguy hiểm anh em ạ. Cái update nó rất là dồn dập, nên là cái việc chơi thì thực ra là bám vào những cái bộ mà nó ổn định ở trong beta nó cũng là cái gì đấy là rất là tuyệt vời. Đây rồi, hay quá nhở. Tôi sẽ thay con giải cá ra, con giải cá này không cần anh em ạ, giải cá này kích hệ thôi. Đây, thêm con linh hồn lửa cho an toàn này. Đấy, tí nữa là linh hồn lửa là có thể ghép được vào cái bộ đó, cũng rất hay. Linh hồn lửa thì được cái là con này nó gồng giáp lên bây giờ ấy, nó là 100 giáp. Đấy, nó là khống chế rất khỏe đấy. Vừa khống chế mà lại cũng là vừa câu kéo thời gian luôn. Với một cái lượng giáp to thì nó có thể làm tăng cơ phía trên. Rất tuyệt vời anh em ạ. Một trong những con mà lên có trong những cái đội hình mà chúng ta thừa những cái slot thì chúng ta có thể cho vào. Hoặc là kể cả bản thân nó là có ở trong cái đội hình ví dụ như là Spirit. Đấy, Spirit, Saman, ok. Cũng là những cái đội hình mà con đấy nó là những cái con rất là khỏe. Nhưng mà ngoài những cái đội hình mà có nó ở trong thì những cái đội hình khác nó cũng rất khỏe luôn. Ví dụ như là 9 Warrior, 9 Warrior Fake tuyệt vời. Con này 9 Warrior Fake thì đúng là Phượng Hoàng Bất Tử thôi anh em. Đấy, một mình cân cả bản đồ luôn. Trừ khi là đối thủ có những cái nhà chơi 9m thôi thì còn sợ thôi. Còn tôi nói thật, kể cả Dash Spirit luôn, chấp cả Dash Spirit, không sợ anh em. Con này nó đâu có sợ đâu. Đó là một cái con mà không hề sợ cái việc là đốt máu theo thời gian nhá anh em nhá. Nó không hề sợ đâu. Vì nó rất trâu và nó hồi máu rất ghê gớm. Nó rất là cứng đấy. Nó chỉ sợ là gì? Nó chỉ sợ là những cái nhà mà dồn đam mạnh đấy, để nó có thể chết sớm. Trong cái khoảng thời gian mà giáp nó to nhưng mà vẫn có thể dồn đam được thì nó chỉ có những cái nhà bắn trưởng thôi. Còn những cái nhà mà kẹp vào Dash Spirit thì phải RO cơ, Dash Spirit 2 sao cơ thì mới sợ. Mà chưa hết là còn phải Dash Spirit, còn phải có cái gì? Nó phải có cái gậy tá ác ấy thì con Phượng Hoàng là mới sợ thôi. Còn Dash Spirit nhá, mà kể cả có RO nhưng mà chưa có cái gậy tá ác ấy thì cũng vẫn chưa ăn thua đâu. Đấy, vẫn chưa ăn thua đâu, vẫn chưa chắc đã giết được nó đâu. Khó lắm anh em ạ, khó giết lắm. Đây rồi. Rồi nhưng mà chưa cho vào được anh em nhé. Assassin thì bây giờ vẫn để ngoài thôi, bởi vì bây giờ chúng ta đang có cái bộ khỏe hơn, đấy chính là bộ Hunter. 6 Hunter là vẫn làm cái gì đấy nó vô đổi giai đoạn giữa game. Gần như là không có một cái lineup nào có thể ăn được 6 Hunter trừ 6 Assassin. Đấy, bây giờ có thằng 6 Assassin kẹp beat, 6 Assassin và một con gấu 4 nô ở phía trên thì may ra còn thua. Chứ còn cái tầm này thì tôi nghĩ là rất là hiếm. Có cái đội hình nào mà có thể ăn được cái bộ 6 Hunter trong cái giai đoạn giữa game như thế này? Chỉ có thể là chính nó thôi. À vẫn còn, đấy là bộ line đấy. Nếu mà đủ 6 line nhá, 6 line thì ăn được. Nhưng mà cái tầm này thì làm gì có nhà nào đủ 6 line kịp đâu. Thằng này line Blitz line 2 sao rồi này, nhưng mà vẫn chưa thể nào ăn được. Phải 6 cái line thì mới ăn được. Chứ còn 4 line thì vẫn vô tư anh em ơi. đây rồi. Sao đi vô luôn à? Mua luôn. Tôi sẽ không mua con Siren nữa đâu. Bởi vì con Siren này này, tí nữa tôi bán đi thôi. Tôi thay bằng cung đen anh em ạ. Thay bằng con cung đen thôi. Rẻ tiền thôi anh em. Con này đâu có trong đội hình này đâu. Tí nữa đằng nào chả bán. Chứ còn đâu có nhu cầu up con này lên 2 anh em. Không có. Đấy. Bây giờ nó chỉ gọi là kích hệ thôi. Kích hệ 6 Hunter cho cái bộ này. Tí nữa ra cung đen là tôi mua cung đen. Đánh cho nó uy tín. Đấy, cung đen mà 2 sao thì còn gánh đến khoảng round 2 mấy được cơ mà. 6 Hunter có thể giữ chuỗi được đến round 20. Nếu mà cung đen 2 sao mà trong cái bộ 6 Hunter ở level 8 kẹp với cả beat nữa tuyệt vời luôn. À không kẹp beat được, bây giờ không kẹp beat được thì có thể là chúng ta kẹp thêm được Aegis Seed. Kẹp đỏ kẹp Aegis Seed cũng được. Thậm chí là tôi có thể kẹp cái con Phượng Hoàng vào. Ui rồi anh em ơi. Thế này thì lại qua một bước nữa nha anh em nhá. Đấy là chúng ta chuyển sang 9 hăn luôn. 9 Hunter luôn anh em ạ. Ok. Thế thôi bán con này đi thôi. Thế thì chúng ta sẽ là 9 Hunter nhá. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Chúng ta có 9 Hunter ở round 15. 9 Hunter. Rồi bán bớt những cái con này đi để kiếm kiếm cái lợi tức ở trong cái round này.
Thực ra nhá, bán con này đi cũng được này. Đấy, thế là đủ. Tiết kiệm tiền anh em ạ. Ok, bán nốt con này đi. Thế là 40 tiền. Vừa có chuỗi vừa có 40 đô anh em ạ. Dã man thật sự. Quả này 9 Hunter thì đánh cháy lắm anh em ơi. 9 Hunter cũng vẫn là thế lực anh em nhá. Ở round 15 lấy được 9 Hunter khác gì là lên 9 đâu. Khác gì là lên 9 kẹp được 9 Hunter đâu. Có ra được đủ 9 con, khỏe lắm. Rồi, hay quá nhở. Được đấy. Bây giờ tôi có thêm cái món đồ cũng rất là ngon. Đấy chính là cái hai tia ghép cho cái bộ này cũng tuyệt vời luôn anh em ơi. Tôi nói thật với anh em là nếu mà đồ ra sớm thì tôi cứ chốt hết rồi. Được cái đồ nào mà ngon ghép được thì tôi chốt hết thành món đồ tím hết anh em ạ. Ok. Ok. Rồi, tôi có khi là tôi ghép luôn cái hai tia. Ba món đồ tím luôn, giữ chuỗi. Mặc dù là cái hàng đằng trên hơi mỏng nhưng mà đam rất to. Kết liễu đối thủ nhanh thì vẫn có thể là ngon thôi anh em ạ. Mặc dù là hàng đằng trên rất mỏng, hay là tôi lên 8 luôn nhỉ? Cho chắc, giữ chuỗi anh em ơi. Tôi có khi là tôi lên 8 luôn, cho thêm con Phượng Hoàng vào này. Làm tăng cơ phía trên cho nó chắc ăn, chắc kèo luôn. Đấy. Con Phượng Hoàng này ghép được vào rất nhiều những cái đội hình mà có thể làm tăng cơ nhá. Đây là một ví dụ cụ thể. Ui ôi, thằng này xả hết tiền để kiếm Goblin cắt chuỗi tôi này. Ở level 7. Level 7 cũng đủ 6 Goblin rồi đấy. Nhưng mà thiếu anh em ạ, thiếu mất một con. Thiếu mất Velom đéo ra. Với cả tôi cũng 9 hăn rồi mà. Tôi cũng là cái bộ mà gọi là đến lết rồi đấy. Cái bộ mà form ở round 21 thì bây giờ tôi đã form được ở đây, đó là round 16. Dã man chưa. Với phần này, trận này cháy sáng như thế này có khi lại, có khi nào 100% màu đến hết game không nhỉ? Thật là như thế luôn. Có thằng sang soi này, Trung Quốc à? Trung Quốc này chắc không phải fan phiếc gì Game Today rồi. À không, thực ra là cũng có mấy ông Trung Quốc cũng là fan của Game Today đấy. Tôi cũng không biết là có phải là Trung Quốc không, hay là Trung Quốc nhưng mà nói tiếng Việt. Có nhiều ông Trung Quốc nói tiếng Việt là cũng là fan của Game Today. À nhưng mà đây là Nhật Bản mà. Đúng không? Nhật Bản thì lại nhiều, Nhật Bản thì lại rất nhiều ông là fan. Đấy, ở bên Nhật Bản thì có rất nhiều ông là fan trên kênh nhá anh em nhá. Kênh của tôi nhiều ông fan Nhật Bản lắm. Đấy, thậm chí là top server Nhật Bản luôn. Anh em cũng biết cái ông hot không? Chuyên gia đánh phe giờ đấy, bao nhiêu mùa đánh như một luôn, đánh toàn đánh phe giờ, lên queen, lên top server, cũng là fan trên kênh tôi. Đấy, kênh này nó nhiều fan người nước ngoài lắm anh em ạ. Nếu ông chả biết được là ông Hàn Quốc này, à ông Nhật Bản này có phải là fan của kênh không? Tí nữa sẽ biết. Thường là một lúc sau là người ta sẽ chào thôi. Không biết là có chào không. Chào thì là người quen rồi. Mấy cái trận trước ấy, tôi phải nói thật với anh em là nhiều khi là cũng có một chút lét diễn. Đấy, lét diễn là gặp các anh em mà thân quen, sau đó thì chào, sau đó thì có nói là tôi rất sợ các anh em đấm tôi. Nhưng mà thực ra tôi sợ quái ở đâu. Chả qua là diễn tí nhá. Có một chút là diễn tí cho thêm phần kịch tính thôi anh em. Chứ còn nói chung là gặp người quen, gặp fan thì rất vui, rất là yêu quý mà. Đấy, chứ có cái gì đâu. Chả qua là nhiều khi là mình cũng phải làm tí cho nó gọi là có một tí kịch tính em ạ. Trong game mà không có kịch tính thì nói tôi thật với anh em là nó cũng mất hay. Nó phải có chút kịch tính anh em ạ. Đấy, nhưng những cái trận này tôi nói thật là nó nhìn cái thế trận là cũng biết là chả có tí kịch tính nào rồi. Chính vì thế là tôi cũng chả việc gì tôi phải giả vờ, tôi sợ cả anh em nhá. Nhìn nó biết rồi gì đó. Với một cái đội hình mà nó khỏe, sau đấy lại cầm bởi cái tay của tôi. Tiếp đó là tôi đang xanh. Từ từ đã anh em ạ, không khô máu được. Bình tĩnh. Bây giờ bán cái con này đi. Với cái thế trận như này thì chúng ta có quyền là chúng ta bình tĩnh. Đấy, từ tốn. Đến cái đoạn này đánh từ tốn thôi anh em ạ. Dominator mua nhá. Một tiền nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ bán con thị vệ đi. Bán con thị vệ để mua con ảnh phẫn nộ.
Con ảnh phân nộ này tí nữa tôi sẽ đưa lên 3 sao. Tôi nhận thấy là cần phải sử dụng cái con này trong cái trò chơi này, tôi sẽ đưa nó lên 3 sao. Còn lý do tại làm sao tí nữa tôi sẽ giải thích cho anh em. Đấy, vẫn có những cái bí mật. Không phải là lộ hết mà vẫn có những cái bí mật và phải sử dụng những cái con như cái con ảo ảnh này để chơi late game. Ok. Đây rồi, Dominator lên 2 sao này. Bây giờ bỏ Hunter đi rồi ấy nhỉ. Cho 3 xin vào đó. Rồi. Hay quá anh em ơi. Nó vẫn đang, nó có một cái tiêu chí ở đấy mà nó phải nói là nó rất là kịp thời, nó rất là đúng những cái hạn mức. Nó rất là đúng là những cái thời điểm khiến cho là cái đội hình này của tôi bây giờ nó đang trở lên là bất bại trước tất cả những cái đội hình ở trên bàn cờ. Nó đang rất đúng thời điểm luôn. Từ cái cách mà form bài chuyển từ 9 Hunter sang 9 Assassin, sau đó là đủ full bộ ở tại cái thời điểm là round 20. Quả thật là nó rất là tròn trịa luôn ở trong cái con game này. Để tôi xem nào. Hay quá. Được. Đây que đây rồi. Ghép luôn, hay quá nhờ. Được thêm cả một cái chén thánh nữa anh em ạ. Được quá. Rất tốt luôn. Ngoài cái việc là cái đội hình nó được form một cách rất là chuẩn chỉ, đúng sách giáo khoa, thì ở đây có những cái món đồ nó rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. đều rồi, hay quá. Rồi, full 2 sao là quá là ngon rồi. Ôi giời ơi, đây rồi, full 2 sao luôn. Thật sự là như thế luôn. Còn hai con nữa thôi anh em ạ. Còn Grim và con Phượng Hoàng lên 2 sao nữa là cái bộ này mắc 2 sao ở level 8 là khỏe lắm rồi. Súng thì bây giờ là sẽ roll 3 sao ở level 8 thôi. Tôi bỏ con Phượng Hoàng ra đã anh em nhá. Phượng Hoàng bây giờ 1 sao chưa uy tín lắm. Bỏ ra, tạm thời bỏ ra đã. Hay quá. Trận này nhá, có 9 Assassin hàng Ryu. À không, thằng này là 6 Assassin. 6 Assassin hàng Ryu kẹp với cả Kira với cả gấu đấy. Kẹp cọc các thứ để counter vào cái bộ này này. Đấy. Từ từ đã. Không vội anh em ạ, từ từ đã. Bây giờ ấy, thực ra là tôi cũng luôn là lúc nào cũng muốn là cái chuỗi này là 100%. Đấy, nhưng mà tôi không có dạy gì mà tôi khô máu ở cái giai đoạn này đâu. Chơi là để được top 1 anh em nhá. Để ra clip chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Trung Đức. Chứ còn tôi thì tôi không ham hố gì cái 100% máu đến hết game cả. Đấy, nhưng mà bây giờ ấy, nếu mà đánh khéo thì vẫn 100% máu được. Nhưng mà vẫn phải đúng sách giáo khoa. Chứ bây giờ không thể làm mà khô máu được đâu. Khô máu bây giờ là toang ấy. Khô máu khi mà con súng là lên 3 thôi. Chứ còn bây giờ súng này bây giờ vẫn còn ở đây là có rất nhiều. Nếu mà thiếu một con thì chắc chắn là khô máu. Bây giờ nó còn thiếu là nó tận 4 con nữa cơ. Nên là thôi, cứ từ từ anh em ạ. Không có gì mà phải khô máu vội. Bây giờ thiếu slot thì bán bớt đi thôi để round sau luôn tiếp anh em nhá. Bình tĩnh. Giờ chơi là cái bộ này nó chuẩn lắm rồi. Đây là gấu này. Mà phải lên 9 mới cho được vào. Từ từ đã. Không khô máu, không khô máu. Vẫn là không khô máu anh em nhá. Không khô máu đâu. Ok. Lại round sau lại tiếp. Tiền cứ để nhiều nhiều một tí roll anh em ạ. Không có vấn đề gì, có 50 đô roll thôi. Bây giờ cái đội hình này ấy, nó đang là cái đội hình mà rất mạnh ở level 9. À level 8, mà ở cái thời điểm là round 21 nó có thể đấm được với những cái line up khác ở level 9. Còn hiện tại ấy, thì chưa đến round 26 thì sẽ chưa có thằng nào lên 10 được đâu. Đấy. Mà kể cả có thằng lên 10 chưa chắc đã ăn được cái bộ này ở level 8. Level 8 nhưng mà súng 3 thì nó vẫn có thể cân được hết nha anh em nhá. Nên bình tĩnh. Bình tĩnh thôi. Bây giờ còn đang thiếu tới 4 con súng cơ. Chúng ta cũng phải từ từ. Bây giờ chấp nhận là sẽ có thằng nào cắt được cái chuỗi này. Đấy, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái cơ sở top 1 giai đoạn lên game. Thằng ấy chơi cái gì đấy? Warrior à? Warrior kẹp được cả Demon à? À, hay là cái bộ Warrior Witcher nhỉ? Có lẽ nào nó là Warrior Witcher không?
Bây giờ đánh Warrior Witcher ngon phết đấy anh em ạ. Ui súng rồi. Đấy rồi, thiếu ba con nữa thôi. Ui lại súng nữa này. Hay quá, đập trứng nó súng rồi. Từ từ nhá, lại từ tốn anh em ạ, từ tốn đập trứng nó súng. Từ tốn thôi. Này lóc lại anh em ạ. Thế thôi, đánh cứ từ từ thôi. Không có gì phải vội cả. Cứ làm 10 đồ đã. Bây giờ chúng ta có quyền, chúng ta chỉ là mất chuỗi thôi, nhưng mà chúng ta có quyền dừng lại để roll. Gặp Clay này, ăn được không? 9 xin không sợ, Hunter thì sợ thôi. Bây giờ 9 xin súng cơ mà. 9 xin súng đâu có sợ bọn Clay đâu. Chấp Clay ở level 9 luôn. À đâu, thằng này mới level 8. Ok. Rồi, roll tiếp thôi anh em. 72 tiền để roll. Đây nó là cái cơ sở ấy nha anh em nhá. Đây rồi, cơ sở hết tiền. Hết tiền luôn, chắc chắn. Round này rồi. Nó là round này. Đấy, rồi ôi, được quá anh em ơi. Rồi, rồi, lại từ tốn. Không có gì phải vội cả. Đây rồi. Từ tốn thôi. Vẫn tiếp tục roll ở 8 nhá anh em nhá. Chưa lên 9 đâu. Lên 9 bây giờ thì cũng chả có con nào cho vào. Tôi sẽ tiếp tục ở 8, tôi roll tiếp thôi. Phượng Hoàng lên 2 sao, xuống gấu lên 2 sao thì sẽ có cơ sở lên 9. Còn bây giờ thì không. Cứ từ tồn, không có gì phải vội. Đây rồi, cướp điên chuẩn phái rồi. Hay quá. Tuyệt vời anh em ạ. Rồi. Tiếp tục nha anh em nhá. Dominator này sẽ mua này. Rồi, tiếp tục roll rồi. Hay quá, ui Phượng Hoàng lên 2 sao rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ lên 9. Thôi lên 9 luôn. Bởi vì làm sao, bởi vì là 2 sao mà vứt ở ngoài thì nó rất là lãng phí. Anh em ạ, lên 9 thôi. Con này nó sẽ giúp tôi đánh chống lại những cái bộ như là bộ Assassin. Ok. Hay quá. Ui thằng này nó nói cái gì đấy. Nó nói cái gì ấy nhỉ? Vui nhộn à. Thằng Hàn Quốc là vui nhộn thế nào? Vui nhộn là gì bạn ơi? Vui là vì làm sao? Vui là vì là có con gấu Assassin 2 sao ấy hả? Bạn nghĩ là gấu Assassin 2 sao sang đây là có thể ăn được tôi á? Không dễ đâu. Không dễ đâu bạn ơi. Nghe lời cái lý thuyết đó là như thế. Nghe lời cái lý thuyết đó là như thế bạn ơi. Đâu rồi, gấu Assassin. Ui càng đấy, càng đấy. Ui chụp lồng trước rồi bạn ơi. Nhưng mà ô. Không dễ thế đâu bạn ơi. Không dễ thế đâu. Mà nghe nói là cả cái cọc nữa là counter đúng không? Counter đâu có dễ thế. Không dễ anh em ơi, tôi chuẩn bị hết rồi. Tôi chuẩn bị hết rồi. Đây để tôi giải thích cho anh em tại sao. Bởi vì thế này này, tôi ở đây mặc dù là cái bộ này đúng thật là nó bị counter bởi cái cọc đấy. Đấy, về lý thuyết là như thế. Là cái bộ súng Assassin, 9 Assassin ấy, nó rất là sợ cái cọc. Nhưng mà nếu mà nó có một cái con ảo ảnh ấy thì nó lại khác nha anh em nhá. Cái con ảo ảnh này thì nó ưu tiên là cái con mà nó swap sang từ con ảo ảnh này bắn trước. Thay vì cái việc là nó sẽ bắn vào cái cọc thì nó sẽ kết liễu cái con đầu tiên mà nó swap sang. Chính cái phát bắn đầu tiên đấy nó sẽ tạo cái tiền đề. Bởi vì làm sao? Bởi vì là khi mà cái phát bắn đầu tiên nó sẽ có crit. Mà có crit ý, thì tốc độ của con này nó sẽ được tăng lên và cái việc phá cọc nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Đấy. Đấy là nó chính là cái lý do vậy làm sao mà cái con súng ấy nó lại không dí vào cái cọc nó bắn. Đấy. Nó mà bị bắn vào cái cọc ấy thì chắc chắn là những cái cú đầu tiên nó sẽ không crit. Đấy, con này nó sẽ bắn rất chậm và nó sẽ cứ thế nó đứng nó ôm cọc thôi. Đấy. Mà ôm cọc ấy thì đồng nghĩa với việc là gì? Là sẽ còn rất lâu mới có thể là rời khỏi cái cọc và sẽ bị cái bọn Assassin kia nó sẽ bớ vào và nó sẽ tiêu diệt con súng này trước khi nó có thể làm được gì. Nhưng mà bây giờ khác anh em ơi, tôi tính hết rồi. Vừa nãy tôi tính rồi. Ui giời. Counter á, cầm cọc counter á. Không dễ thế đâu. Bình thường thì đúng là cái bộ 6 Assassin kẹp cọc nó là cái bộ counter và cái bộ này đấy. Đấy nhưng mà cái bộ này gặp Tuấn Cơm nó cầm nó phải khác nha anh em. Một cái người mà thông thạo 10 đấy, chơi line up. Ngoài là cái việc là thông thạo 10 cái line up xin súng ra thì cả cái bộ 6 Assassin cũng là cái bộ mà tôi thông thạo 10 luôn. Thế thì cả hai cái bộ đấy mà tôi đã thông thạo 10 rồi. Đấy, một cái bộ thì tôi cầm trong tay, còn một cái bộ mà tôi cũng là thông thạo 10 và đối thủ cầm thì theo anh em là liệu rằng là tôi có thể thua được không?
Đấy là tôi còn chưa tính đến cái trường hợp là tôi 100% máu đến hết game đâu ấy. Bởi vì cái tầm này bây giờ nó vô địch rồi anh em, vô đối lắm rồi ấy. Ở chơi này, chơi bình thường, chơi nó đen tí mà vẫn còn lật kèo vô địch được thì bây giờ anh em nghĩ là sao? Tôi cầm cái chuỗi thắng 20 trận thắng liên tiếp như này mà làm sao mà có thể trượt được cái chức vô địch đấy. Quá dã man anh em ạ. Đây rồi, gặp lại lần nữa. Ui xôi ơi, cống ra assassin đứng trọn trong lồng luôn. À, vẫn kịp nhấc tay lên ạ. Vẫn kịp nhấc tay lên. Ui là bị hút bala, đâu tung trưởng được. Ui lại vẫn tung trưởng được kiểu cũng càng đấy, nhưng mà vẫn chưa cắt được chuỗi tôi đâu. Xôi, anh em thấy không? Càng chưa. Roll tiếp nha anh em nhá, roll ở 9 thôi. Bây giờ chắc là kiếm gấu 3 xong rồi mới lên 10. Cái tầm này là chỉ có gấu 3 là mới lên 10 thôi. Chứ còn gấu 2 thì cũng chưa cần phải lên 10. Bây giờ tôi sẽ roll ở 9 để tôi kiếm con đôi Milator 3 sao. Để xem đồ của cái con gấu assassin của đối thủ xem là đồ nó thế nào. Đấy, đồ căng phết đấy chứ. Thiếu cái Blink. Có Kira, có chém lan, có cướp điên. Đấy, chỉ thiếu cái Blink thôi. Thiếu Blink thôi, dám Blink không? Bây giờ hỏi một cái câu hỏi là có dám Blink không? Tôi thật, Blink có khi là Blink xuống đây là một phát chết luôn. Dám Blink vào cái lỗ này không? Đấy, Blink vào cái lỗ này thì chắc chắn là một hit là chết rồi. Mà bây giờ kể cả có Blink nhá, tôi nên nhớ là tôi đang có sẵn một cái con ảo ảnh ở đây và tôi có thể bắt chết nó bất cứ lúc nào. Không đơn giản đâu anh em ơi. Hay quá, đấy như này thôi, cứ như này thôi, đứng ở bên kia lồng thôi. Súng cứ thế mà bắn anh em ạ. Khỏe quá anh em ơi. Rồi chứ cái bộ này nói chung là meta nào thì vẫn cứ gọi là ok. Chưa thấy meta nào nó yếu đi. Qua 3-4 cái lần update rồi. Rồi roll tiếp nha anh em nhá. Đây rồi, gấu 2 sao, ok. Từ từ đã, cứ từ tốn, không vội. Rồi, round sau luôn tiếp. Thế thôi. Chấm phẩy tí thôi anh em ạ, chấm phẩy tí thôi. Bây giờ cần là gì, thị vệ lên 3 sao này. Ảo ảnh lên 3 sao nữa này. Dominator lên 3 sao, gấu lên 3 sao. Đấy, rồng mập thì có hay không thì không quan trọng lắm. Lên được thì cũng tốt, mà không lên được thì thôi. Đấy, sau đó gấu lên 3 thì up 10. Quá ok luôn anh em ạ. Đùa chứ, chắc là cái rơi ở tầm nó cũng phải đâu đấy phải 90% là trong cái trận đấu này là có khi là tôi 100% máu đến hết game rồi. Đấy, còn cái riêng cái chuyện top 1 thì chắc là rơi vào tầm 100% rồi. Cái đấy không bàn để nữa anh em nhá, không bàn để nữa. Bây giờ top 1 hay không thì nó chắc chắn là top 1 rồi. Bây giờ chỉ là còn bây giờ cố gắng để làm thế nào để giữ cái chuỗi này đến hết game thôi. Không để cho cái thằng 6 assassin nó cắt chuỗi của tôi. Rồi, đây, thì cái món đồ này cũng ngon. Chống hồi máu. Bắn cho gấu assassin lúc mà nó nhảy nó không hồi máu được. Rồi, lại roll tiếp anh em ơi. Kiếm con gấu 3 nhá anh em nhá. Đây rồi, một con nữa. Ui, hai con này hết tiền luôn anh em ơi. Hết tiền luôn. Đây rồi, hay quá. Giải tán, từ từ nào, xem nào. Con này quay trở lại. Rồng mập, chắc là bán rồng mập đi thôi. Hôm nay bắn rồng mập đi nè. Không chơi rồng mập. Con này chắc là cũng giải tán. Thiếu slot. Một slot nữa. Thôi bắn lốt con Phượng Hoàng là xong. Ok. Kịp anh em ơi. Vẫn còn kịp. Gấu lên được 3. Dominator lên 3 là sao. Lốt là xong này. Trò chơi là kết con nhà bà Thúc. Hay quá anh em ơi. Đùa thật là như thế luôn. Mới ra 31 rồi đấy. Anh em ạ. Rồi, linh hồn lửa, lại mua tiếp. Bây giờ mua tiếp linh hồn lửa. Con này lên 3 sao cũng ngon. Ok. Luôn tiếp anh em ơi. Khô máu luôn. Đã thế khô máu luôn anh em ạ. Khô máu luôn. Dominator 3 sao bạn ơi. Dominator. Một con nữa thôi. Một con nữa thôi mà, hết tiền rồi, ra đi. Ui dồi ôi, ra đi nào. Đây ơi, ui dồi ôi, được quá anh em ơi. Xong rồi đấy. Xong rồi đấy anh em ạ. Xong rồi đấy, trò chơi sắp kết thúc rồi. Tôi quả rôn hơi bị quá tay nhưng mà không sao hết. Đây rồi, lại gặp thằng gấu assassin nha anh em nhá. Chưa chắc đã ăn được đâu bạn ơi. Chưa chắc đã ăn được đâu. Khỏe quá anh em ơi. Đùa. Thật tới như thế luôn. Con lực gấu assassin mặc dù là không đứng ở trong lồng mà vẫn bị tôi đấm sấp mặt.
Thấy chưa, anh em thấy chưa? Không dễ ăn được tôi đâu. Ai bảo là kẹp cọc vào kết hợp với 6 assassin, kẹp cọc kẹp Kira là ăn được cái bộ này? Không, nó còn tùy xem ai chơi. Nó còn phải tùy xem ai chơi nữa anh em ạ. Đấy, với tầm này nói chung là không có gì sợ rồi. Hai thằng còn lại thì không có cửa nhé. Còn mỗi cái thằng assassin là còn có một cái phần trăm hy vọng là nó có thể cắt được chuỗi của tôi thôi. Nhưng mà cắt chuỗi không có nghĩa là có thể được top 1 anh em ạ. Cắt chuỗi là nó chỉ cắt được nó sơ suất một round, hai round may mắn thôi. Có những cái cú crit ngon, hay là tôi là con súng của tôi là ngu, hay là cái con dominator của tôi nó ngu, nó ụp lồng vào chúng con súng thôi, thì may ra nó mới ăn được. Còn làm gì có cái cửa ăn? Không có, không có. Thậm chí bây giờ đánh giá con gấu đấy là con yếu hơn con súng luôn. Đánh giá con gấu assassin chưa chắc đã khỏe bằng con súng đâu. Còn bọn lai thì bây giờ thôi, không có gì đáng sợ nữa rồi. 6 cửa lai. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi rồi. 6 cửa lai, 4 glacier. Cũng đi rồi. Chưa lên được 11 thì sẽ chưa có 6 glacier được. Rồi. Xong rồi đấy anh em. Rồi bây giờ đồ thì dồn hết cho Dominator đó. Xong rồi. Có khi round này đi luôn đấy anh em, 2-3 máu là một round này đi luôn này. Anh em tin vào round này đi luôn không? Tôi chưa kịp lên 10 để nhét con gấu vào anh em ạ. Bây giờ chỉ cần là giả vờ như là không xếp lại bài. Đúng cái round cuối cùng bắt con gấu thôi. Chỉ một hit thôi là gấu chết luôn. Tôi đã thật với anh em. Đây là nó kẹp cọc vào nhưng mà tôi đâu có sợ cọc. Bởi vì trận này là tôi tính hết rồi. Đây này. Nhìn đây này anh em, nhìn nhá, nhìn nhá. Nhìn đi, này, gấu ấy, gấu ấy, gấu ấy, ui dồi ôi anh em ơi. Gấu nó đã kịp làm gì đâu. Không kịp thở anh em ạ. Không kịp thở, đi rồi, thắng rồi. Ui dồi ôi, anh em thấy không, quá đơn giản. Ui, vẫn còn 2 máu à, vẫn sống sót được nào nữa. Làm lại bạn ơi. Nhưng mà bị lộ rồi, anh em ạ. Quả này bị lộ rồi. Quả này thì tôi bị lộ rồi. Rao sau là nó sẽ lé con gấu ấy. Rao sau là nó biết là nó sẽ lé con gấu đi. Quá đáng sợ luôn. Quả đấy nó lẽ ra là phải chết luôn như này. Để nó coi như là có cái cơ hội. Để nó biết được là tôi bắt cái con gấu. Chán thật sự. Tính toán là sai đến vị trí của Tuấn Cơm. Tí nữa thì 100% máu đến hết game anh em ạ. Hơi cay nhở. Đến đây tôi lại nhớ lại cái ngày trước. Một vài cái thằng mà khi mà nó xem tôi chơi cái bộ súng kết hợp với assassin này này. Đấy, nó vào nó chửi tôi, nó bảo cái bộ này như cứt. Chỉ cần gặp assassin kẹp cọc là đóng hòm. Nhưng mà đâu, 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 đâu. Hộ cái nhá, đóng hòm hộ cái. Điều đấy chỉ đúng với người khác thôi anh em ạ. Không thể đúng với tôi đâu. Với một người như tôi, am hiểu tất cả các bộ đều thông thạo 10 thì làm gì có cái cửa. Không có cửa anh em ơi. Cọc counter hộ cái. Cọc counter hộ cái nhá. Cọc counter hộ cái. Thôi up 10 đó. Đây nó gọi là counter của counter rồi anh em ạ. À. Bố của counter. Nó là counter đúng không? Tôi bố của counter luôn. Counter hộ. Rồi bây giờ lừa round cuối là chúng ta dí con súng. À con gấu của nó nhá. Đấy, chỉ cần swap con gấu của nó sang thôi thì một hit thì chết luôn. Rồi nào, dây cuối chuyển sang. Bắt luôn. Ui nó lé rồi. Khuẩn ấy tỉnh phết nhá. Tỉnh phết. Ui rồi, con súng của tôi nó bị bớ kìa. Mất chết mẹ rồi, mất chuỗi rồi. Con gấu assassin của nó lé được anh em ạ. Cay nhờ. Cay thật đấy. Cứ tưởng là giữ 100% máu hết game. Ố đứng ở trong lồng này anh em này. Thôi xong rồi, 100% máu thật anh em ơi. Ui giây ơi. Đấy, tôi cứ tưởng tôi gáy sớm ăn gì. Nhưng mà không anh em ơi, ăn top 1. Nói chung là đối thủ kể cả có tỉnh táo mà lé con gấu ra thì vẫn còn cái cửa khác. Làm sao mà bước qua cửa úp lồng được. Rồi, xin được chúc mừng sinh nhật của anh em Nguyễn Trung Đức nhá. Một cái trận đấu mà mặn nhãn đấy chứ. Nếu anh em thấy hay để tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái con súng assassin nó diễn biến ở trong một cái trận đấu khác. Nó khỏe đến cái cơ như nào. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái con súng. Nhưng mà nó không phải là xạ thủ. Nó không phải là cái chú lính bắn tỉa nữa. Mà nó là một cái chú lính cầm tiểu liên bắn nhá anh em nhá. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua tin nhắn Super Chat, ủng hộ trên YouTube.
Và anh em cũng có thể trở thành hội viên ở trên kênh, đóng góp một phần thu nhập của tôi hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.